Vừa qua, tại thành phố Vũng Tàu đã diễn ra hội thao biển Đông POC do công ty điều hành dầu khí biển Đông biển Đông POC tổ chức, hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Hội thao đã thu hút gần 100 vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung thi đấu, gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá nam và leo núi. Trong không khí hào hứng, sôi nổi và đầy kịch tính, các vận động viên đã cống hiến cho người xem những đường cầu đẹp mắt hay những pha ghi bàn đầy ngẫu hứng và ngoạn mục ở môn bóng đá nam. Ngoài các môn thi đấu thể thao, hội thao còn tổ chức nội dung hỏi đáp kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và sổ tay văn hóa công ty với hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đã tạo không khí thi đua vui tươi sôi nổi, thông qua trò chơi giúp người lao động củng cố, nâng cao kiến thức về an toàn cũng như thấm nhuần sâu sắc văn hóa biển Đông POC. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, trên tinh thần thể thao, trung thực, đoàn kết, hội thao chào mừng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 của biển Đông POC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thao đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty, tạo tinh thần hứng khởi, hăng say lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch quý 2 và cả năm 2023, đồng thời thúc đẩy tinh thần nỗ lực của người lao động dầu khí trong công việc cũng như trong cuộc sống, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa dầu khí và phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, biển Đông người sáng của tập thể lao động quốc tế Việt Nga biển Đông POC. could you jump here